Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái nút nhắn loại cố định mà dùng cho cái chuông không dây. Thì cái bộ chuông không dây này các bạn, nó rất là tiện dụng. Chắc là có rất là nhiều các bạn cũng đã từng biết đến nó. Nó cái công dụng của nó là lắp đặt rất là nhanh. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là cái nút nhắn này nó rất là dễ bị gớt. Khi mà mình dán vào cái vách đó thì nó dễ bị gớt. Với lại khi mà nó gặp nước mưa nó cũng dễ bị ẩm. Và kết quả là nó bị mất cái nút nhắn này, thì cái bộ phận thu của cái chuông này nó cũng là trở nên thành vô dụng. Do đó thì mình có một cái cách là để chuyển đổi cái nút nhắn thế này, chuyển đổi cái nút nhắn của chuông không dây, sử dụng cái nút nhắn thường thì như vậy nó sẽ bền hơn. Và cách làm thì nó rất là đơn giản các bạn. Từ cái nút nhắn của chuông không dây mình sẽ chuyển nó qua cái nút nhắn thường. Thì như vậy thì nó sẽ tạo được cái độ bền và bảo đảm hơn. Thì cái cách làm của nó rất là đơn giản, theo cách mình hướng dẫn sau đây nha. Đầu tiên bạn mở cái hộp ra, mở ngay ngoài sau ra lưng của cái nút nhắn của nó nè bạn. Mình lấy cái cục pin này ra ha. Bạn lấy một sợi dây điện, mình chuốt vỏ nó ra, sau đó bạn xoắn nó lại. Ở cái chân pin mà có cái lò xo đó bạn, bạn chú ý nó có một cái gờ để mà mình xỏ cái dây qua. Bạn xoắn lại. Tiếp theo là ở cái cục pin này, cái phần mà cực âm của nó, tức là cái phần mà bằng đó bạn. Tương tự vậy bạn cũng chuốt cái phần dây này một đầu ra. Sau đó bà bẻ nó thành một cái khoang tròn. Mình sẽ áp nó lên như vậy. Tiếp theo bạn dán bằng keo nó lại. Rồi, thì bạn là dán đi mà để cho cái khoang của mình bẻ đó nó áp vào cái mặt dưới cực âm của cái cục pin nè. Sau đó mình dán bằng keo giữ cho nó chặt lại. Rồi, cái mục đích của cái băng keo này là để cho nó không có tiếp xúc điện được với lại cái dây lò xo này nha các bạn. Nó chỉ là tiếp xúc với lại cái sợi dây đồng này. Xong rồi bạn lắp nó vào lại cái tư thế pin như cũ. Như vậy thì là ở đây nó sẽ là cái cục pin này nó sẽ chưa có cấp điện được. Cục pin này do có cái miếng băng keo này nó ngăn cách, nó chưa có thể cấp điện được. Khi mà mình nối hai dây này lại với nhau thì là nó mới cấp điện cho cái nút nhắn. Rồi tiếp theo là bạn lấy băng keo, mình đè cái nút nhắn này xuống. Rồi bạn lấy băng keo quấn chặt nó lại. Có nghĩa là cái nút nhắn này còn nó ở trạng thái nhắn. Như vậy là khi mà mình cấp điện cho ở đây thì là nó sẽ kêu ngay. Khi mà mình bằng cái nút nhắn, hai cái này chạm nhau thì nó sẽ kêu.
Rồi tiếp theo thì bạn chỉ việc là gắn hai cái đó vào cái hai cái nút công tắc này. Rồi, thưa các bạn, sau khi là mình đã gắn hai cái dây này vào cái nút công tắc cố định rồi thì mình có thể thử. Này bạn găm điện vào cái nguồn ổ cắm nha. Như vậy là mình đã làm xong cái chuyển đổi từ cái công tắc di động thành công tắc loại cố định. Thì các bạn chỉ việc là gắn nó vào cái đế chuông ở ngoài trước cửa nhà bạn. Nếu như mà bạn có cái đế chuông cũ thì mình gắn vào, còn không thì còn nếu mà bạn lắp mới thì bạn mua thêm một cái đế nổi bỏ nó vào là gắn gắn trên vách được. Thì cái với cái cục pin này thì nó xài cũng được rất là lâu các bạn, có thể nó xài là hơn một năm. Thì lúc cần thay pin đó, thì lại mình lại mở ra và các bạn thay pin cho nó cũng theo như cái thao tác vừa rồi. Các bạn khi mà mình chuyển đổi qua lại cái bằng cái nút nhấn thứ này thì nó bền chắc hơn, mà nó không có sợ bị mưa làm cho ẩm cái mạch điện tử, và đồng thời là nó cũng không có sợ nó bị rớt mất. Thì cái cách này nó rất là dễ làm. Thì các bạn ở nếu mà nhà bạn mà đang xài cái nút công tắc di động này thì các bạn có thể là mua thêm một cái nút nhấn chuông thứ thường. Cái nút nhấn loại hiệu Duotone này nó cũng rất là phổ biến, thì nó 40.000 một cái, thì các bạn có thể tự làm lấy ở nhà thì nó sẽ đem lại một cái hiệu quả tốt cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn các bạn ở những video sau. Xin chào.